Xin chào quý vị và các bạn. Học viện Chính sách và Phát triển có góp phần thổi giá trị đất dịch vụ An Thượng lên hay không? Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu trong video này nhé. Xã An Thượng là một xã thuộc huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Nơi đây có Học viện Chính sách và Phát triển được xây dựng với quy mô hoành tráng và mới đưa vào vận hành sử dụng được một vài năm gần đây. Học viện Chính sách và Phát triển là trường đại học tại Hà Nội trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Học viện trước đây có địa chỉ đặt tại số 65 Phố Văn Miếu, quận Đống Đa, nhưng nay đã chuyển về khu đô thị Nam An Khánh, xã An Thượng, thuộc huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Khuôn viên mới của trường có diện tích rộng hơn 5 hecta và có thể đón được từ 8.000 đến 10.000 sinh viên đến học tập hàng năm. Với cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy hiện đại, hạ tầng công nghệ thông tin và học liệu phong phú, học viện sẽ đáp ứng tốt cho nhu cầu học tập và nghiên cứu của toàn thể giảng viên, sinh viên theo học. Vừa rồi, kênh vừa khái quát qua quy mô của trường Học viện Chính sách và Phát triển. Ngay đối diện học viện là khu đất dịch vụ xã An Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Khu đất dịch vụ An Thượng nằm trên tuyến đường liên khu 8, có chiều rộng 40m, kết nối giao thông thuận tiện giữa đại lộ Thăng Long, đường 72, đường Lê Trọng Tấn. Đây đều là những tuyến đường huyết mạch của thành phố Hà Nội. Khu vực này thuận tiện cho việc di chuyển và giao thương buôn bán. Khu đất dịch vụ An Thượng nằm giữa các khu đô thị lớn như khu đô thị Nam An Khánh, khu đô thị Vin Thăng Long, khu đô thị Hà Đô Tram Villa, khu đô thị Svendura. Vị trí này tạo nên tiềm năng phát triển và giá trị sinh lời cực kỳ cao. Từ đây, di chuyển đến trung tâm thành phố và các khu vực lân cận đều rất thuận lợi. Ngoài ra, thì khu vực này còn gần dự án đường Vành Đai 4. Điều này mang đến nhiều tiềm năng phát triển vượt trội cho đất dịch vụ An Thượng. Như vậy, chúng ta cũng hình dung được tiềm năng về bất động sản khu vực này như thế nào rồi đúng không các bạn? Khu đất dịch vụ An Thượng được phân lô và chia thành nhiều diện tích khác nhau. Các lô đất tại đây dao động từ 40m, 50m, 60m. Chúng có mặt đường dao động từ 13,5 đến 17,5m. Sự đa dạng này giúp cho khách hàng có nhiều sự lựa chọn. Khách hàng có thể làm văn phòng, cho thuê đất, xây dựng nhà ở hay kinh doanh buôn bán. Hệ thống các đường giao thông tại đây đều đã được hoàn thiện và đi vào hoạt động. Ngoài ra, còn có rất nhiều cây xanh được phân bổ hợp lý. Điều này giúp cho không khí trong lành và thoáng đãng. Đất khu vực này đang được giao dịch tương đối nhộn nhịp vì giá thành tại đây vẫn khá hợp lý ở mức trung bình từ 65 đến 70 triệu một mét vuông. Còn về mức giá, các bạn có cập nhật gì mới? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận để chúng ta cùng tham khảo nhé. Như chúng ta quan sát thì khu vực này cũng bắt đầu có các công trình nhà ở kiên cố được dựng lên. Thank you.
Vừa rồi, chúng ta vừa đi tìm hiểu khu đất dịch vụ An Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Và video cũng xin tạm dừng tại đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy like, share và đừng quên đăng ký kênh để xem được các video sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!